Xin chào cả nhà, mình là Cường Từ Điển đây. Hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cái mẹo mình nâng cấp nhà lính, nhà xe ha, làm sao cho nó mới ra là một sao được luôn. Thì cái mẹo này chỉ áp dụng cho những cái nước mà có cái con gián điệp của các bạn. Ví dụ như là những nước Cộng hòa đều có gián điệp nè. Tư bản này, tư bản đều có gián điệp nha. Rồi cái Cộng hòa thì mình sẽ có là nước Nga. Nga 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 với Cuba hay sao? Còn ví dụ như Iraq là hình như không có nè, Iraq là không có nha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn nước Nga. Nga hay gì cũng được nha. Nga hoặc là tư bản ở Cộng hòa là vô game nè. Nước tư bản thì nước nào cũng có nha, còn Cộng hòa thì chỉ có một số nước có thôi. Rồi, chờ xíu. Construction complete. Building. New construction options. Construction Đây, complete. nhà xe, New nhà construction lính và nhà xe options. nha. Cái này chỉ áp dụng Building. cho nhà lính và nhà xe và cả nhà nâng cấp luôn, cấp 1 nha, nhà có nhà nâng cấp cấp 1 á. Building. Construction complete. Building. Cannot deploy here. Building. New construction options. Building. Đó, các nhà của mình là chưa có sao sao nào nè, tướng cũng vậy nè. Building. Construction complete. Cannot deploy here. New construction options. Rồi, muốn Building. có cái con gián điệp là bắt buộc phải có cái nhà nâng cấp nha, nâng cấp mới có cái con gián điệp này. Training. New rally point established. Unit ready. Có và một kỹ sư Unit nha. ready. Construction complete. Rồi, Unit ok, đây ready. thì có con gián điệp là New spy nè các bạn. construction options. Mua 3 con nha. Training. Rồi, để mà nâng cấp thì chúng ta sẽ bắn vào cái nhà xe nha. Chúng ta giữ phím control đó, chọn một cái tướng của mình và Unit bắn làm sao ready. cho mất máu, mất một giọt thôi cũng được bạn. Đó, nhấn giữ control rồi chỉ vào cái nhà nó sẽ bắn nha. Rồi cho thằng kỹ sư đứng trước nè. Rồi gián điệp đứng sau nè. Rồi mình chọn hai thằng này nha, nhấn giữ phím Z, Z nè. Nhấn giữ phím Z rồi cho nó vào. Như thế này. Ok chưa? Các nhà xe đều có một sao hết nè, mình sẽ mua mua con nào một. Rồi đó, một sao nè, thấy không các bạn? Có hẳn một sao nè. Rồi tương tự nhà lính cũng vậy nè. Rồi một phát thôi. Rồi mình cũng làm tương tự nha, cho lính nhé, kỹ sư đứng trước rồi gián điệp đứng sau. Rồi nhấn Z nè, rồi chỉ vào một chỗ, rồi cái bước thứ hai mới là vào nhà nha. Ok chưa? Tất cả các lính đều có một sao rồi này. Rồi, tương tự cái nhà nâng cấp. Rồi mình sẽ cho, mình không có cần sửa nhà đâu nha các bạn, làm cái thủ thuật là nó tự động sửa nhà luôn. Rồi nhà nâng cấp này chỉ có thêm một thằng lính mới ở mỗi nước tư bản về Cộng hòa nha. Đó thấy không, ở đây chúng ta sẽ có ở nước Cộng hòa sẽ có cái Yuri 2000, còn tư bản là sẽ có những cái con lính mà dạng như lính đóng băng các bạn, nhưng mà nó là lính nổ, cách di chuyển nó giống như con lính đóng đóng băng vậy, nhưng mà là lính nổ. Rồi ok, mình mua một thử một con nha. On hold. Canceled. Đó, một sao hết nè. Rồi chúc các bạn thành công nha. Ai có nhu cầu cài game R2 và những cái game offline thì liên hệ mình, số điện thoại là 0366 824 524, Zalo số mình luôn nha. Cảm ơn cả nhà.